Chào mừng quý vị và các bạn đến với tin nóng Euro 2024. Sau đây chúng ta cùng điểm qua một vài trận đấu đáng chú ý vừa mới diễn ra. Tạo địa chấn trước Bồ Đào Nha, Georgia vào vòng 1/8 lịch sử. Chạm trán Georgia, Bồ Đào Nha tuy có nhiều sự thay đổi trong đội hình khi những João Cancelo, Ruben Dias, Pepe, Bruno Fernandes, Vitinha hay Bernardo Silva ngồi dự bị, thì Cristiano Ronaldo vẫn được huấn luyện viên Roberto Martinez bố trí đá chính. Có vẻ như CR7 đang khao khát tìm kiếm bàn thắng đầu tiên tại vòng chung kết Euro 2024, đặc biệt khi đối thủ chỉ là Georgia. Hỗ trợ cho CR7 ở hai cánh là João Felix và Francisco Conceição. Ở hàng tiền vệ, João Nips, João Paninha, Pedro Neto là những cầu thủ xuất phát từ đầu. Bộ tứ vệ của Bồ Đào Nha gồm Diogo Dalot, Danilo Pereira, Antonio Silva và Gonçalo Inácio. Ngay phút thứ hai, cú sốc đầu tiên đã xảy ra khi Georgia có bàn mở tỷ số. Nhận đường chọc khe của Mikel Tadze, Kvaratskhelia băng xuống tốc độ rồi dứt điểm chéo góc quyết đoán tung lưới Bồ Đào Nha. Nhận gáo nước lạnh, Bồ Đào Nha tràn lên xong tỏ ra bế tắc với nhiều đường chuyền thiếu chuẩn xác. Phút 17, Ronaldo sút phạt hàng rào rất căng nhưng thủ thành Mamardashvili đấm bóng thành công giải nguy cho Georgia. Ở quãng thời gian sau đó, CR7 vẫn là tâm điểm trong các đợt tấn công của Selecao nhưng anh bị các hậu vệ phía Georgia chăm sóc rất kỹ. Thậm chí, Ronaldo đã phải nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng sau khi anh cho rằng mình bị kéo ngã trong vòng cấm ở một pha tranh chấp. Sang hiệp 2, Bồ Đào Nha đẩy cao đội hình tấn công nhằm tìm bàn gỡ. Bước ngoặt đến ở phút 55 khi trọng tài cắt còi kiểm tra VAR. Sau ít phút cân nhắc, vị vua áo đen xác định Antonio Silva đã phạm lỗi với Locatelli trong vòng cấm, giúp Georgia hưởng penalty. Trên chấm 11m, Mikel Tadze dứt điểm chuẩn xác đánh bại thủ thành Diogo Costa nhân đôi cách biệt cho Georgia. Bồ Đào Nha dồn lên tấn công sau đó nhưng Georgia chơi phòng ngự phản công vô cùng tuyệt vời. Nếu chuẩn xác hơn, đoàn quân của huấn luyện viên Willy Sagnon đã có thể ghi thêm bàn thắng vào lưới Bồ Đào Nha. Dù vậy, kết quả 2 không là quá đủ để Georgia giành tấm vé lịch sử vào vòng 1/8 Euro 2024 với tư cách là một trong 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Một đêm chắc chắn là không ngủ với người hâm mộ Georgia. Đánh bại Séc, Thổ Nhĩ Kỳ đi tiếp với ngôi nhì bảng F. Bước vào trận đấu, Séc cần hạ Thổ Nhĩ Kỳ để giành quyền đi tiếp. Thế nhưng, tham vọng này của Séc sớm tiêu tan khi Antonin Barek bị truất quyền thi đấu do nhận hai thẻ vàng ở phút 20. Chơi thiếu người từ khá sớm, Séc bị Thổ Nhĩ Kỳ dồn ép và họ cuối cùng cũng phải nhận bàn thua ở phút 51. Người lập công cho Thổ Nhĩ Kỳ là tiền vệ Çalhanoğlu. Những tưởng Séc sẽ buông xuôi nhưng họ lại thi đấu đầy quật cường ở quãng thời gian sau đó. Phút 66, những nỗ lực của Séc được đền đáp bằng bàn gỡ hòa của Tomáš Souček. Tinh thần lên cao, Séc cố gắng kiếm thêm bàn thắng song bất lực. Tấn công nhiều nhưng không thể ghi bàn. Séc đã lĩnh phải đòn hồi mã thương từ Thổ Nhĩ Kỳ. Phút bù giờ thứ 3, Sentosan chấm dứt mọi hy vọng của Séc bằng bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Thổ Nhĩ Kỳ. Kết quả này giúp Thổ Nhĩ Kỳ có cùng 6 điểm với Bồ Đào Nha nhưng xếp dưới vì kém chỉ số đối đầu. Tuy nhiên, như vậy là đủ để Thổ Nhĩ Kỳ giành vé vào vòng 1/8 Euro 2024 trong khi Séc bị loại với vị trí bét bảng, chỉ có 1 điểm sau 3 vòng đấu. Xác định 8 cặp đấu ở vòng 1/8 Euro 2024. 8 cặp đấu ở vòng 1/8 Euro 2024 gồm 1. Tây Ban Nha với Georgia. 2. Đức với Đan Mạch. 3. Bồ Đào Nha với Slovenia. 4. Pháp với Bỉ. 5. Romania với Hà Lan. 6. Áo với Thổ Nhĩ Kỳ. 7. Anh với Slovakia. 8. Thụy Sĩ với Italia. Nhìn vào đây, có thể thấy ngoại trừ cặp đấu giữa Pháp với Bỉ, các ông lớn như Tây Ban Nha, Đức, Bồ Đào Nha, Hà Lan hay Anh đều sẽ chỉ phải chạm trán đối thủ được đánh giá dưới cơ. Điều này đồng nghĩa nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, người hâm mộ sẽ được chứng kiến những trận đại chiến thực sự tại vòng tứ kết. Ở nhánh trên, Tây Ban Nha có thể đụng độ Đức ở tứ kết, còn Bồ Đào Nha là đối thủ tiềm năng của Pháp. Trong khi đó, ở nhánh dưới, Hà Lan có thể hẹn áo tại tứ kết, còn Anh và Italia biết đâu đấy lại tái hiện trận chung kết Euro 2021 tại Düsseldorf. Dĩ nhiên, bất ngờ luôn xảy ra và chưa biết chừng sẽ có thêm các cú sốc ở vòng 1/8. Rõ ràng, nhánh dưới với Hà Lan, Anh và Italia đang nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với nhánh trên, khi cả Tây Ban Nha, Đức, Bồ Đào Nha, Pháp, Bỉ đều quy tụ. Italia sẽ là đội tuyển mở bát ở vòng 1/8 Euro 2024 với trận gặp Thụy Sĩ trên sân Olympia Stadion Berlin diễn ra vào 23 giờ ngày 29 tháng 6. Ngay sau đó, đến lượt Đức và Anh ra sân, lần lượt gặp Đan Mạch và Slovakia. Chơi có trách nhiệm, chọn nơi uy tín, truy cập ngay tề.ni/kto, nhận ngay 50k miễn phí trải nghiệm.